Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn hai bộ sản phẩm về hoành phi câu đối. Hai bộ hoành phi câu đối này chúng tôi làm từ chất liệu gỗ gụ Lào. Đây là mẫu phổ thông. Quý vị lưu ý, đây là bộ hoành phi câu đối phẳng. Hai đầu chúng tôi để vuông, không chạm rơi rơi lãng hoa, mà chúng tôi thay vào đó là phượng hoàng và kỳ lân. Đây là hai bộ sản phẩm chúng tôi làm cho cửa hàng, một bộ đại lý ở Phú Thọ và một bộ chúng tôi bán cho đại lý ở Hải Phòng, Văn Cao. Bộ hoành phi câu đối này gồm một bức hoành phi và một đôi câu đối là đi vào một bộ với nhau. Và bức hoành phi này chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, chiều rộng 67. Toàn bộ ván chúng tôi làm dày 3 phân. Bên trong có xen kẽ các cây tứ quý và có các cái chữ công chạy ở xung quanh phần ván. Cái bức hoành phi được cấu tạo nên đó là gồm hai thành phần, đó là phần khuôn và phần ván. Thì bên trong phần ván chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang đọc từ bên phải sang trên hình các bạn đang xem. Thứ hai là phần khuôn tranh, tức là các cái đầu khuôn bao bọc ở bên ngoài tấm ván. Chúng tôi gọi đó là khuôn tranh. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân và bán rộng là 10 phân. Đây là hàng loại dày, chúng tôi đổ đi các đại lý trên toàn quốc. Thì quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và hai đôi câu đối này chúng tôi làm đồng kích thước, đó là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân câu đối phẳng. Một vế chúng tôi chạm đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, vế phải, và vế trái là chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh như trên hình các bạn đang xem. Toàn bộ các cái phần rèm xung quanh chúng tôi chạm lá tây. Chạm lá tây xen kẽ các cái cuốn thư. Và đầu dưới thì chúng tôi chạm kỳ lân hay còn gọi là nghê. Toàn bộ câu đối này các cái chữ Hán Nôm đã có phần phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để cho quý khách tiện theo dõi và dễ hình dung hơn. Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh ý nói là tổ tiên chúng ta có nhiều công đức thì muôn đời được thịnh vượng. Và con cháu mà Thảo Hiền có hiếu với ông bà tổ tiên thì sẽ được hưởng rất nhiều các cái vinh hoa phú quý. Đó là đôi câu đối. Và cái mẫu câu đối này cũng được chúng tôi sản xuất tới 99% người tiêu dùng bình chọn. Và bên cạnh đó chúng tôi còn các cái mẫu câu đối rơi rơi chạm đồng tiền và phía dưới chạm lãng hoa cũng đang được đánh giá là bán chạy và cũng được người tiêu dùng sử dụng, đánh giá là mẫu chất lượng nhất năm 2020. Và tiến tới năm 2021 chúng tôi sẽ tung ra thị trường số lượng nhiều hơn nữa để đáp ứng tới những người tiêu dùng còn chưa có hoành phi câu đối. Đây là các sản phẩm làm từ bằng chất liệu gỗ gụ Lào trong cái thế giới đồ thờ cúng tâm linh. Và rất nhiều video clip trước tôi đã giới thiệu các cái mẫu mã sản phẩm như này. Cùng một bức sản phẩm như này, chúng tôi có hai loại, đó là loại dày và loại mỏng. Loại mỏng là chúng tôi làm ván 2 phân và loại dày chúng tôi làm ván 3 phân, khuôn tranh 7 phân. Loại mỏng là khuôn tranh chỉ có 6 phân thôi. Quý khách lưu ý, hiện nay trên thị trường đang tràn lan rất nhiều các cái cơ sở trôi nổi không rõ nguồn gốc làm các cái khuôn tranh nó rất là mỏng mảnh, chỉ có 4 phân, 4 phân tới 5 phân thì nó sẽ không đảm bảo cho cái độ co ngót của cái tấm ván bên trong và rất hay dễ bị vỡ nứt vì rất mỏng. Và video đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất đồ thờ cúng tâm linh của cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành. Quý khách có nhu cầu mua về hoành phi câu đối, quý khách có thể đến trực tiếp cơ sở tại làng nghề Lan Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hoặc quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về thì quý khách hãy xem chi tiết các cái video của chúng tôi. Quý khách hãy chụp lại màn hình gửi vào Zalo 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Tất cả các cái mẫu sản phẩm hoành phi câu đối đều xuất hiện trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Các cái mẫu mã rất là đa dạng, chúng tôi cập nhật liên tục. Đây là mẫu mã
dùng cho nhà dân và những người tiêu dùng có mức thu nhập bình quân thấp và khá giả. Còn nếu như chúng ta có mức thu nhập cao thì chúng ta sẽ dùng các cái bức hoành phi câu đối nó sẽ lớn hơn, như 2m4 hay là 2m6, 3m thì giá thành nó sẽ cao hơn. Hoặc là chúng ta có thể thì dát chữ này bằng vàng 24k dành cho những người có cái thu nhập cao. Cơ sở sản xuất đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Quý khách hãy liên hệ sớm nhất để đặt hàng qua số hotline 0986 883349 để được nhiều cái ưu đãi lớn nhất từ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể tiện theo dõi được các cái video clip cũng như các cái câu chuyện chúng tôi chia sẻ về hoành phi câu đối cũng như các cái bộ sản phẩm đồ thờ cúng. Trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu các cái bức hoành phi như này, nền gấm để cho quý vị tham khảo. Mẫu mã hoành phi rất là đa dạng, vì thế quý khách hãy chia sẻ, đăng ký kênh.